Cái này hơi bị bá đạo, chơi có ván game mà tốn mất 5 năm trời, ngay cả bản thân cậu cũng không hề hay biết. Đợi đến khi phản ứng lại thì thế giới bên ngoài đều đã thay đổi. Câu chuyện như sau, cậu bé là một học sinh cấp 2 nghiện game, sở thích lớn nhất là lên mạng chơi game. Con trai mà vào tuổi dậy thì ham chơi một chút là chuyện bình thường. Nhưng cậu bé này lại là thành phần cực hiếm, một khi đã chơi game là không quan tâm trời đất gì nữa. Có thể thức khuya và chơi đến sáng, trong khi đó em trai cậu lại hoàn toàn khác. Cậu em cho rằng anh mình quá ham chơi và trẻ con, cũng thể rằng mình sẽ không bao giờ trở thành người giống như anh trai. Tuy nhiên, đối với sự khinh bỉ của cậu em trai, cậu bé không hề quan tâm chút nào, cậu vẫn chuyên tâm vào việc chơi game của mình như thường ngày. Và đương nhiên, ở độ tuổi này của cậu bé, người chơi game ra thì kiếm bạn gái cũng rất quan trọng. Cậu bé đã luôn thích thầm cô bạn da đen cùng lớp. Hôm nay, dưới sự giúp đỡ của cậu bạn thân, cậu bé đã thành công bắt chuyện với cô bạn da đen và cũng thành công rủ cô bé đi chơi cuối tuần. Đây thực sự là một niềm vui vô cùng lớn. Cậu bé mong chờ từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần. Vì buổi hẹn hò này, cậu bé đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Cậu mặc lấy bộ đồ đẹp nhất, chải chút tóc tai như người lớn, định dùng sức quyến rũ chết người của mình để hoàn toàn chinh phục được cô bạn. Vào lúc cậu bé định ra ngoài thì lại nhận được một tin nhắn, hóa ra là đồng đội đã on. Cậu bé liền nghĩ, chơi nhanh một trận game đã rồi đi hẹn hò, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ vậy, cậu bé đã hoàn toàn bật chế độ chơi game nhập tâm của mình. Đợi đến khi phản ứng lại thì một ngày đã trôi qua rồi. Nói cách khác, cậu đã thành công cho cô bạn leo cây. Hôm sau khi đi học, cậu bé tìm đại lấy một lý do, nói với cô bạn rằng hôm qua mình bị sốt, một mình ở nhà mệt mỏi không biết làm gì, thật sự rất xin lỗi. Cứ vậy, cậu đã tạm thời giành được sự tha thứ từ cô bạn. Sau khi tan học, cậu lại bắt đầu chuyên tâm chơi game. Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại, nghe lời mẹ nói mới biết, trong vô thức cậu đã chơi game suốt một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, cậu đã không làm bất cứ cái gì ngoài chơi game. Cậu bé khó hiểu cầm cặp sách lên và đi đến trường. Lúc này cậu cảm thấy bầu không khí toàn trường vô cùng lạ. Không chỉ có cô bạn da đen phớt lờ cậu, ngay cả cậu bạn thân cũng có vẻ thờ ơ với cậu. Xem ra trong một tháng này, cậu bé vì đắm chìm vào chơi game, thờ ơ với bạn mình và cô gái mình thích, cậu bé cảm thấy vô cùng tự trách. Cậu quyết định sẽ từ bỏ chơi game, biến mình thành một người bình thường. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu có đơn giản đến vậy. Vào buổi tối tĩnh lặng, cậu bé hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, vì vậy cậu lại ngồi dậy và bắt đầu chơi game. Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại sau khi chìm đắm vào thế giới game thì thời gian đã trôi qua 5 năm. Cậu em trai đã trở thành một thanh niên đẹp trai học giỏi người ngợi, còn cậu thì đã lãng phí mất mấy năm trời, trở thành một tên bất tài vô dụng. Bộ phim Chờ Tôi Một Phút đến đây kết thúc. Chơi game không phải là một lời nói suông, quá nghiện game mà nói sẽ khiến chúng ta bị trì hoãn nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Điều này vô cùng bất lợi cho sự trưởng thành và phát triển của một người. Vì vậy đừng chơi game quá 180 phút một ngày nhé các bạn. Bộ phim đến đây kết thúc. Hãy like page để có thể theo dõi thêm nhiều bộ phim hay hơn nữa nhé. All right.